Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Mình tên là Nguyễn Văn Tài, mình đến từ Bắc Giang. Công việc của mình là phó quản đốc một công ty sản xuất ở trên Bình Dương. Sản xuất về gì bạn? Đồ thủ công mỹ nghệ ạ. À, bao nhiêu tuổi rồi Tài? Mình 33 tuổi rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào toàn thể các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Đặng Thái Hòa, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên dạy toán cho Trung tâm Toán Tư duy Hoa Kỳ. Quê ở Hải Phòng, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cô giáo dạy toán, đường toán là con số là thấy khô khan lắm. Mà nhìn đây ướt quá trời ướt, không thấy khô gì hết. Rất là ngại. Khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều. Nhưng em kể những cái khuyết điểm chính thôi. Em thì em hay ngủ nướng. Đứng trước nhất là những cô gái đẹp là em hơi nhát một chút. Ủa gái đẹp mới nhát, còn gái xấu không nhát? Tức là cái mức độ nhát nó sẽ nhiều hơn ạ. À, vậy là cái bữa nay càng đẹp càng nhát. Dạ. Tự hồi cô nhát cỡ nào là biết cô mình ghi thế nào nha. Bữa nay là rất nhát luôn. Tình trường đi anh ơi. Tình trường của em á, được mấy người yêu rồi? Em thì em trải qua hai mối tình chính. Mối tình thứ nhất thì em yêu được một năm. Còn mối tình thứ hai thì bọn em kéo dài được hơn 2 năm, chia tay gần 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Khi mà cô ấy quyết định du học ở Nga hay là cô sẽ lập nghiệp ở bên đấy luôn, không về nữa. Em thì tuổi thì cũng lớn rồi nên không thể chờ đợi được. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện về, cũng báo hôm vừa rồi thì cô báo là có bạn trai rồi và có gửi hình cho em và tả những cái tính cách như vậy xem là em có chấm được hay không. Em chấm chưa? Trời. Em chấm rồi ạ. Rồi, chấm rồi. Vậy là xong rồi ha. Xong rồi. Tiễn em lấy chồng. Bạn gái thì sao? Em thì đã trải qua 3 mối tình ạ. Thì mối tình lâu nhất là mối tình đầu tiên được 2 năm. Và mối tình thứ 2 thì kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ 3 thì được 6 tháng thôi ạ. Thì lý do chia tay là anh ấy đi xác định là đi nước ngoài. Và sinh sống cũng ở nước đi ngoài. Dạ. Hai bạn này trùng hợp quá vậy ta, sao có bạn trai bạn gái toàn đi nước ngoài không vậy? Thì cả 3 mối tình em đều không liên lạc làm gì. Không còn liên lạc nữa. Dạ. Vậy nghe bạn trai bên kia mà có bạn gái cũ liên lạc về vậy em thấy sao? Nếu mà hai bạn chỉ liên lạc coi nhau như bạn bè thì không sao. Ok, ta liên lạc ta nhờ chấm dùng bạn trai mà đâu có gì đâu, đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62 ạ. Bên kia cao nhiêu Tài? Em cao 1m72 ạ. Được. Biết cách ăn mặc ạ, lịch sự. Em thích chàng trai mặc áo sơ mi. Về tính cách thì em thích một chàng trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu tại vì em ít nói lắm. Chàng trai em ấy phải biết quan tâm đến mọi người, ổn định về công việc và nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Rồi. Em có điều gì không thích về một người con trai? Hút thuốc lá và hay nhậu nhẹt. Bạn trai bên kia có hút thuốc lá với nhậu nhẹt không? Em có hút thuốc lá hả? Nhưng không nhiều ạ. Tuần thì hết một bao. Là một bao một tuần hay một bao một ngày? Một bao một tuần ạ. Bây giờ em gái nói như vậy thì em nhóm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của đàn gái? Khoảng 60% thôi ạ. 60% thôi hả? Dạ. Được không em? 60% được không? 60% là được rồi chị ạ. Được rồi đó hả? Dạ. Còn em trai, em cần người phụ nữ thế nào? Trước đây ạ thì bố em có đưa ra cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn sao? Cái lúc đấy là em chưa qua 23 thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn. Thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em bảo là tao chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Còn đối với em thì cao một chút, qua 1m60. 60. Da sáng một chút, tóc đen một chút, nữ tính. Nữ tính một chút. Vâng. Còn gì một chút nữa? Biết thương yêu động vật. Vì em rất là thích mèo chị ạ. Bên đây thích nuôi mèo, được không? Dạ, em thì rất thích nuôi mèo, nuôi chó ạ. Rồi, bây giờ nè, em tưởng tượng đi, bạn gái bên này như thế nào? Em nghĩ bạn của em rất là dịu dàng, nghe qua giọng nói thì có thể là người sống rất tình cảm, chu đáo. Thì ngoại hình? Em nghĩ là có thể là tóc của bạn hơi vàng một chút, da trắng, hơi mập một chút. Ủa sao vậy? Sao mà tự nhiên thấy mà đó người ta hơi mập? Anh nghĩ cô gái cao từ 1m63 trở lên là không mập đâu. Vừa vừa người thôi. Anh Linh mới đoán chuẩn, nghe cái chiều cao là biết rồi. Ít có người vừa cao vừa mập lắm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái?
hậu đậu, nói hơi nhiều mà nói không đúng chỗ. Đến đây ít nói. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Bạn bè, đồng nghiệp của em và gia đình em thì ra cái tiêu chuẩn là trong năm nay em thì còn gấp rút hơn ạ. Em gấp rút hơn? Dạ. Hiện tại thì em cũng đã mới mua nhà rồi ạ. Còn tinh thần thì em chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Tốt quá. Vậy thì đánh đanh rút gọn được. Trước được khi, rồi nha. Yeah, cảm ơn chị. Nha. Yeah. Thì cụ thể muốn người yêu em như thế nào? Mắt, mũi, miệng em tả như trong cái suy nghĩ của em thử xem. Mắt hai mí. Mắt hai mí. Hơi mập một chút. Mập một chút. Cười tươi, duyên. Chỉ cần mắt hai mí với cười tươi thôi. Dạ. Thế anh qua đàn chút gái coi. Rồi biết. Qua đàn gái coi giống những gì miêu tả không nha. Trời ơi. Trời ơi. Mà xấu dữ vậy ta. Có gì tôi chưa thấy cô nào xấu cái này à. Thế rồi cái mũi xẹp lép thôi mày. Phụ nữ người ta mà anh chê dữ vậy, anh Linh vừa phải. Cái mũi thôi. Sao mà xẹp ta nói nó. Mắt có nửa mí à. Theo em thì cái vẻ đẹp tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Ừ, nói gì nghe được nè. Đẹp quá. Chào anh. Rất là xinh ha. Cảm ơn anh. Em có sợ đàn ông đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai mà còn lăng nhăng nữa thì sợ đấy ạ. Lấy chồng mà đàn ông đẹp trai quá là không phải chồng của mình luôn á. Dạ em cũng xin mở. Đúng rồi, tự tin được. Em có ghen không? Nói chung là phụ nữ thì ai cũng phải ghen, nhưng mà em ghen ít thôi ạ. Gái Hải Phòng ghen dữ lắm á nha. Anh thấy cặp đôi này đẹp trai đẹp gái như nhau đấy ha. Hồi nãy em nói em ở Bình Dương hả? Em ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Em ở làm ở Bình Dương ạ. Em ở đó. Thuận An ạ. Ủa vậy sao em nói mới mua nhà là mua nhà ở đâu? Em mua nhà trên Bình Dương ạ. À thế thì bây giờ khoảng cách người thì ở Bình Thạnh, người ở Bình Dương. Nó giống có chữ Bình à. Cái chữ Thạnh với cái chữ Dương nó xa không, nhau lắm. Không, nói Bình Dương ngay Thuận An em hả? Dạ, ở ngay cầu vượt sông Thạnh. Bình Thạnh nó gần như nhau mà. Quen nhau vậy mình gặp nhau được bao lâu? Mình gặp nhau được một lần. Sếp em thì rất là ủng hộ em tham gia chương trình này. Nên sếp em có nói là nếu mà một tuần sếp em sẽ sắp xếp cho đi 3 bữa. Trời, sếp nào mà chịu chơi vậy, tuần cho đi 3 bữa, hỏi làm việc hả? Rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn gặp mặt nha. Mở rào. Dạ, em có món quà tặng anh. Món quà tặng em. Ôi, cảm ơn anh. Đứng luôn. Đứng là đẹp đôi quá, phải đứng lại. Kế đâu? Mọi người thấy hợp lý không? Đẹp trai, đẹp gái không à? Em có lá thư tặng cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Có thư luôn, em có thể đọc được luôn không ạ? Dạ, được. Đọc cho mọi người đọc nghe em, luôn. Đọc em, đứng đọc đi. Em à, chỉ còn 12 tiếng nữa là anh được gặp em rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Có hay ngủ nướng như anh không? Có hồi hộp như anh lúc này không? Dù chưa biết một chút gì về em cả, còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết về em nữa. Nếu có thể, mình sẽ cho nhau cơ hội em nhé. Chữ viết nhiều ra đây, ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường xinh đẹp biết hết đấy. Vì anh biết kiểu gì ông bà cũng mối cũng được. Cảm ơn anh. Có thể mở quà đi ạ. Đây là món quà tự tay em làm đấy ạ. Quà. Những bông hồng ạ. 9 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Về ghế ngồi và tâm sự đi hai bạn. Em rất yêu động vật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em không biết nấu ăn không sao, anh là người biết nấu ăn. Thì có gì anh sẽ nấu cho em ăn ạ. Chỉ cho em cách nấu. Anh thích chơi thể thao đúng không ạ? Ừ, mình rất thích chơi thể thao. Biểu diễn, biểu diễn. Em là người rất là lười chơi thể thao. Anh sẽ làm động lực để cho em chơi thể thao đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Nay em thấy anh có mang một trái banh, anh có thể biểu diễn cho em xem đúng không ạ? Được không á nha? Hơi run ạ. Giờ không có làm gì được đâu. Huyền cũng dữ lắm đó. Bỏ hết bạn gái luôn mới xoay được cái banh vô đó đó. Mà công việc của em hiện tại thì có bận không? Công việc của em hiện tại thì cũng khá là bận, với cả thời gian thì em thường dậy buổi tối. Một tuần mình hẹn nhau 6 ngày như anh Quyền Linh nói thì có được không? Anh có thể gặp buổi sáng được ạ. Vậy thì một tuần 3 ngày thôi dạ, em ạ. Dạ, đúng rồi anh, cuối tuần thôi anh ạ. Dọn nhà xuống đây luôn đi. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người luôn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi. Hết biết nói gì luôn rồi. Lâu lâu xét nó cũng đánh. Quan điểm tình yêu. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì
Em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Còn anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ sẽ quán xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. À, em cũng nghĩ thế ạ. Ai cũng nói vậy đó em. Ồ, chắc bây giờ là anh ấy run quá rồi, anh không thể nói được gì đâu anh ạ. Run cái gì? Nói tiếp đi em, hỏi tiếp đi. Đến bao giờ kết hôn? Nếu kết hôn xong thì mình sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đâu? Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là cái đám cưới á? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Dạ kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh dữ vậy? Dường Dương ở được không? Nói gì sao cho thuyết phục bạn gái coi, trời ơi. Giờ anh về Bình Dương được không? Anh có nhà rồi. Có một cái công việc nào đó nó phù hợp với em ở trên Bình Dương thì em suy nghĩ sao? Em, nguyện vọng của em là vẫn muốn ở Sài Gòn để gần bác em. Nhưng mà thôi tùy duyên ạ, nếu mà em và anh có thể đến được với nhau thì em có thể chuyển về Bình Dương. Không nói được gì đâu, giờ chỉ có bấm thôi. Để tay nút bấm đi các bạn. Giây phút quan trọng đã tới. Bấm nút là đồng ý hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Sao kêu nói thì không chịu nói gì, mà người ta chưa có kêu bấm thì đã bấm rồi. Bỏ thuốc không? Dạ bỏ ạ. Thấy chưa? Hai bạn đẹp đôi lắm đó. Dạ cảm ơn anh. Đẹp trai đẹp gái nha. Anh nghĩ cuối năm được đấy.